Và đây là thành quả của ăn ngon nấu gọn. Đầu tiên đó chính là bắp cải xào cà chua. Tiếp theo đó chính là nọng heo một nắng chiên giòn, mỡ màng. Canh chặng rừng nấu dưa chua. Đây là chao để chấm, nọng heo nướng chao. Còn vào đây là nước mắm chấm với cả nọng heo chiên rồi. Và cả mâm cơm của mình sẽ nhìn như vậy. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại cả Dinology. Và hôm nay thì mình quay trở lại đây để làm một cái video. Và mình nghĩ rằng là trong thời gian này thì các bạn đã mong chờ rất là nhiều, đó là cơm nhà 5 món. Tuy nhiên hôm nay thì không chỉ là cơm nhà 5 món, bởi vì hôm nay mình sẽ tham gia với một thử thách. Mà các bạn biết rồi đấy, đợt này mình rất là chăm chơi TikTok đúng không? Nên là có một cái thử thách của TikTok, đó chính là ăn ngon nấu gọn. Ăn ngon nấu gọn thì quá là hợp với cả Dino rồi, bởi vì là mình luôn luôn cố gắng tìm làm sao có một cái cách nấu ăn nó gọn gàng và nhanh nhất. Nhất là trong mùa này thì mình cũng không muốn tốn quá nhiều thời gian để nấu ăn, mà làm sao mà chúng ta có thể có một cái bữa ăn thật là ngon và thật là gọn. Và bây giờ chúng ta có một hộp quà của TikTok, và bây giờ mình sẽ mở ra xem là TikTok gửi gì cho mình nhá. Cha cha. Như các bạn có thể thấy ở bên trong này thì có một hộp quà đen của TikTok mình rất là thích. Nói chung là đợt này hơi bị nghiện TikTok. Bạn nào mà xem đến đây nhớ lên TikTok ủng hộ video của mình. Còn đây thì mình sẽ mở hộp quà ra. Bên trong thì có một cái bình giữ nhiệt của TikTok rất là xinh. Và đây là một hộp gì đây nhỉ? À, đây là một hộp đồ để ăn của TikTok cũng rất là xinh, hợp với cả xu hướng sống xanh, nên là chúng ta nên có một bộ đồ ăn riêng của chúng ta đúng không? Và trong này thì có một bức thư: ăn ngon nấu gọn, không ra nhà hàng làm sao có một món ăn chuẩn mà lại ngon, không ra đường vẫn có món ngon chuẩn lạ mà ngon như thường. Đây chính là đề bài TikTok thách đấu Dino trong thử thách ăn ngon nấu gọn lần này đó nha. Mở ngay mystery box được gửi kèm vào chỗ tài nấu nướng với nguyên liệu được TikTok bí mật chuẩn bị. Thôi nào Dino ơi, TikTok rất mong được thấy món ngon độc đáo và chất lượng của Dino xuất hiện trong bảng xếp hạng tuần của cuộc thi đó. Và ok, challenge accepted. Và bây giờ thì mình sẽ mở mystery box của TikTok xem như nào. Đây là mystery box của TikTok đến từ G Kitchen. Đây cũng là một nhãn hiệu mà mình rất hay mua và rất là nổi tiếng về thịt, và đặc biệt là những dòng sản phẩm về thịt mát. Đây, ở trong này người ta gửi cho mình một cái túi giữ nhiệt. Đấy. Và bên trong này có rất là nhiều sản phẩm khác nhau. Có xúc xích này. Đây là nạc nọng này. Đây là chặng rừng này. Đây là thịt vai cắt dày, đây là thịt bò. Ui, bây giờ mình mới biết là G Kitchen mới có cả thịt bò nữa và cả nạc nọng nữa. Nên là hôm nay với thử thách của TikTok đưa ra cùng với những sản phẩm của G Kitchen thì mình nghĩ rằng mình rất là tự tin để nấu cơm nhà 5 món. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt tay vào nấu thôi các bạn ơi. Và hôm nay để nấu được cơm nhà 5 món ấy thì mình sẽ quyết định sử dụng 3 túi G Kitchen. Đầu tiên đó chính là chặng rừng. Chặng rừng thì các bạn đã thấy mình nấu canh dưa bò rất là nhiều lần, và đấy là một trong những món mà mình nghĩ là kiểu niềm tự hào của mình ấy. Nhưng mà mình chưa bao giờ mình nấu canh dưa với cả thịt heo đúng không? Thông thường khi mà mình nấu canh dưa ấy thì mình sẽ chọn phần sườn của heo nhiều mỡ để nấu ấy. Nhưng mà hôm nay thì mình sẽ nấu một món, đó chính là canh dưa với cả chặng rừng của heo, bởi vì cái phần thịt này nó cũng rất là mềm và nó có nhiều mỡ nữa, nên là nấu canh dưa sẽ cực kỳ hợp với lý. Thứ hai là mình sẽ nấu một món liên quan đến nạc nọng. Một món này thì mình nghĩ rằng cũng rất là tự hào, đó chính là món nạc nọng một nắng chiên giòn. Và rất tiếc hôm nay thì lại không có nắng, nên là chúng ta sẽ cùng làm nạc nọng một nắng nhưng mà không cần mặt trời, không cần nắng nha. Và cuối cùng một gói nạc nọng nữa. À, mình sẽ nướng chao. Mình sẽ nướng chao món này. Và chúng ta sẽ còn hai món nữa để đạt được cơm nhà 5 món. Mình nghĩ là sẽ là tất cả những món hôm nay sẽ ăn rất là hợp với cả dưa cà này. À quên, tí nữa quên rau. Rau thì mình nghĩ rồi, đó chính là bắp cải xào cà chua. Đây là một cái món hồi bé mình cũng rất hay ăn và cũng là rất là dễ ăn, thuộc loại rau dễ ăn ấy. Nên bây giờ bắt tay vào làm thôi mọi người ơi. Và đầu tiên chúng ta sẽ xử lý nạc nọng. Có một điểm mà mình rất là thích khi mà mình sử dụng thịt của G Kitchen ấy, đó chính là các bạn có thể thấy rằng là thịt của G Kitchen đều là thịt mát chứ không phải thịt đông lạnh. Thịt mát là gì? Thịt mát là sau khi mà chúng ta mổ con heo ấy thì thịt của G Kitchen thì sẽ được đảm bảo đóng gói cẩn thận và vô trùng ngay lập tức, và sau đó giữ ở nhiệt độ rơi vào khoảng từ 0 cho tới 5 độ C. Đó là gọi là thịt mát. Và trong ngăn tủ nhà mình bao giờ cũng sẽ có một cái ngăn đông mềm để trữ thịt. Vì vậy là khi mà nếu mà tủ nhà các bạn có ngăn đông mềm và cộng với việc các bạn mua thịt mát ấy, thì nó cực kỳ sạch sẽ. Nó sạch hơn cái thịt mà chúng ta mua ở ngoài chợ. Nó không bị giảm chất lượng so với cả thịt mà đã đông đá. Nên đó là một cái lựa chọn hoàn hảo khi mà các bạn mua đi chợ trong thời gian này. Và thêm một điều nữa, đó chính là G Kitchen hiện tại ấy thì đã bán sản phẩm ở trên GrabMart. Chính vì vậy thì mình biết là các bạn rất là nhớ cái cảnh mà mình đi chợ rồi lựa đồ ở chợ rồi lựa đồ siêu thị đúng không? Nhưng mà vào thời gian này thì chuyện đấy hầu như là không thể, nên là mình phải đặt toàn bộ nguyên liệu ở trên GrabMart. Trước kia thì mình cũng là một người khá là bảo thủ đó, các bạn biết mà, mình luôn luôn thích đi chợ ướt này, đi
cùng lắm là đi siêu thị, nhưng mà từ ngày ở nhà và mình order đồ qua GrabMart và đồ nó vẫn còn tươi ngon và có những cái phần thịt mà nó rất là hiếm như thế này ấy, thì mình thấy cực kỳ tuyệt vời. Bởi vì thông thường nếu mà các bạn mua thịt heo đến từ những hãng thịt heo, hãng thịt mát khác ấy, thì thông thường họ chỉ có những cái loại thịt thông thường như là sườn này, như là ba dọi này, như là thịt thăn, những cái như là nặng nọng hay là chặng rừng ấy thì rất là hiếm. Nhưng mà bây giờ mình ngồi nhà, mình đặt trên app mà có thể có những cái phần thịt nó hiếm như thế này thì quá là tuyệt vời. Và thậm chí mình tiết lộ cho các bạn nhé, G Kitchen còn bán cả tiết heo này, bán cả gan heo này, bán cả lòng heo luôn, mà chúng ta đều có thể đặt ở trên app. Quá tuyệt vời. Còn bây giờ chúng ta sẽ xử lý cái phần nạc nọng này. Các bạn thấy là khi mà nạc nọng, người ta sẽ để cho mình ở trong những cái miếng mỏng như thế này. Và khi mà mình làm thịt một nắng ấy thì mình sẽ cắt dọc theo thớ của nạc nọng thành những cái dải như thế này, dải dài. Mỗi dải dài này thì nó rơi vào khoảng 1cm cho tới hơn 1cm. Đấy các bạn thấy không? Hiện tại dao nhà mình cũng đã cùn vào, mình còn chưa kiếm được ông mài dao ở nhà mới cơ. Thực ra thì mình cũng có cái mài dao, nhưng mà khi mà mình tự mài dao ấy, nó không bao giờ có thể sánh được việc bằng việc là mình đưa cái dao cho một người chuyên nghiệp mài hết. Bởi vì mài dao nó cần một cái kỹ năng rất là nhiều. Và có lẽ là trong cái thời gian mà giãn cách như này thì mình nghĩ mình cũng có thể học thêm môn mài dao ở nhà ấy nhỉ. Và chúng ta đã có được một bát nạc nọng khoảng 500g. Thì bây giờ mình sẽ cùng với các bạn ướp món này nhá. Đầu tiên ướp món này thì mình sẽ cho vào đây khoảng một nửa thìa bột canh. Một nửa thìa thôi. Một nửa thìa thôi nhá, bởi vì là mình sẽ ướp cho nó vừa phải. Và sau này thì chúng ta còn chấm ăn nữa. Và sau đó là khoảng một thìa cà phê nước mắm, cộng với cả một thìa canh ớt bột. Và tiếp theo thì mình có một cái gói ngũ vị hương. Cái gói này mình mua là 10g. Với cả lượng thịt như này thì mình chỉ sử dụng khoảng nửa gói thôi nha các bạn. Tiếp đến là mình sẽ cần ướp với cả sả nữa. Nên là mình sẽ có khoảng 2 cây sả ở đây đã thái ra rồi, nhưng mà chúng ta sẽ cần sả nó còn vụn hơn nữa. Nên mình cho vào đồ xay của Tupperware. Đồ xay của Tupperware. Và sau đó chúng ta xay. Công nhận là đây là một trong những cái món đồ bếp mà nổi tiếng nhất ở trên kênh của mình. Lần nào mình dùng cũng có người hỏi. Nhưng mà thôi, chả lẽ video nào mình cũng nói về cái này, nên là lần này mình sẽ không nói nữa nha các bạn. Sau đó chúng ta sẽ trộn đều lên. Và thông thường mình sẽ ướp cái chỗ thịt này trong vòng 15 phút cho tới nửa tiếng. Sau đó mình sẽ đem phơi nắng. Nhưng mà hiện tại thì rất là tiếc, hôm nay vào một cái ngày không nắng, nên chúng ta sẽ phải làm thịt một nắng mà không có nắng bằng cách là cho vào lò nướng để sấy. Tuy nhiên là bây giờ thì chúng ta vẫn sẽ phải chờ một lúc. Và để tăng thêm cái mùi vị cho cái món thịt một nắng này ấy, thì hiện tại mình đang rất thích một cái nguyên liệu mà mình cũng hay ướp, đó chính là cho thêm một chút rượu mơ vào. Thì thông thường thì rượu mơ nó rất là thơm và nó ít độ cồn. Và chúng ta chỉ cần cho một ít rượu mơ vào ấy, thì nó cũng sẽ làm dậy mùi những cái nguyên liệu còn lại lên, cộng với cả mùi mơ nữa. Và mình sẽ để cái này ướp ở đây trong vòng khoảng 15 phút nữa, chúng ta sẽ xử lý tiếp nha. Và phần nạc nọng tiếp theo mình sẽ sử dụng cho một món mặn thứ hai trong bữa cơm ngày hôm nay, đó chính là nạc nọng nướng chao. Và để làm món này thì chúng ta có những nguyên liệu rất là đơn giản. Chúng ta sẽ cần rất là nhiều tỏi. Ở đây thì mình đang vét toàn bộ chỗ tỏi còn lại của nhà mình sử dụng cả tỏi cô đơn và cái tỏi tép này. Nhưng mà tóm lại các bạn sẽ sử dụng khoảng đến 3-4 củ tỏi nha. Vì là khi mà nướng ấy, có nhiều tỏi nó sẽ rất là thơm. Và mình sẽ xay nhuyễn tỏi ra. Rất là thơm các bạn ơi. Đấy, chúng ta sẽ bỏ hết tỏi vào đây. Và tiếp đến thì nguyên liệu quan trọng nhất đó chính là chao. Ngày xưa ấy, hồi mà mình mới vào Sài Gòn, hoàn toàn mình không biết ăn chao đâu. Tại vì là ngày xưa mình còn nhầm hai món, đó chính là chao và đậu hũ thối. Chao ấy thực ra thì cũng là đậu phụ lên men, nhưng mà nó lên men theo cái kiểu mà mùi nó hơi chua chua. Này, ngửi vào nó rất là mùi nó chua chứ nó không phải thối. Còn cái đậu phụ thối ấy, thì nó lại là một món khác. Món này là rất là đặc trưng của người Hoa. Thì nếu mà mình đi Đài Loan này, hoặc là mình đi Hồng Kông, hoặc là mình đi Trung Quốc, mình đều được thử. Thì cái đậu hũ thối người ta sẽ lên men nó hơi thối thối một tí, hơi giống mùi mắm tôm ấy. Xong người ta chiên giòn ở bên ngoài, xong ăn ở bên trong. Với những người mà không quen ăn đồ có mùi nặng ấy, thì sẽ thấy nó rất là hơi đáng sợ một tí. Nhưng mà với mình ấy, thì mình cực kỳ thích đồ ăn có mùi nặng. Và mình thì không có cái gì trên đời mình nghĩ mình không ăn được hết ấy. Có thể mình không thích, nhưng mà không có cái gì mà mình nghĩ mình không ăn được. Nên là cái gì mình đi đâu mình cũng thử. Còn đây là chao, một món yêu thích của mình. Mình sẽ lấy cái thôi nha các bạn. Mình sẽ lấy khoảng một viên lớn, một viên nhỏ và một viên nhỏ lên nữa. Đấy, khoảng từng này, hai viên. Nói chung là tùy vào độ mặn và độ nồng của chao mà các bạn thích ăn đến đâu thì các bạn có thể tùy ý gia giảm theo khẩu vị của nhà mình, theo khẩu vị của bản thân. Còn mình thì mình lấy hai viên ở đây. Tiếp theo mình sẽ cho sa tế vào đây, và tùy theo độ ăn cay của gia đình mình thì chúng ta cũng sẽ cho lượng sa tế vừa phải.
Mình thì thế này thôi. Đấy. Nghe nói là hôm nay có hàng xóm qua nên là ướp phải vừa vừa. Và khi mà chúng ta đánh lên ấy thì cố gắng đánh cho cái chao nó nhuyễn ra và nó bọc vào cái miếng thịt. Nhìn khi mà cái chao nó đánh nhuyễn ra này, nhìn nó hơi giống kiểu mayonnaise hay phô mai hay sữa gì đấy. Nhìn rất là béo đúng không? Đó. Và chúng ta sẽ ướp cái này. Và cái này thì vì là chúng ta để nướng nên thời gian ướp nó sẽ dài hơn một tí. Mình sẽ ướp cái này trong vòng khoảng 30 phút. Sau đó thì mình sẽ quay lại nướng món này. Và hiện tại thì đã qua 15 phút rồi. Nên bây giờ mình sẽ bắt đầu sấy cái món nọng heo một nắng của mình. Thông thường nếu mà các bạn sử dụng cái ánh sáng mặt trời ấy, thì chúng ta sẽ thấy nó ngon hơn rất là nhiều. Bởi vì ngoài cái vấn đề là nhiệt từ ánh nắng mặt trời ra thì bản thân các cái bức sóng ở trong mặt trời ấy, nó cũng khiến cho thịt của chúng ta nó biến chất theo cái hướng rất là ngon và nó săn lại. Và gia vị nó cũng sẽ ngấm hơn. Và nhất là khi mà chúng ta áp dụng đồ một nắng mà chiên ấy, nó sẽ rất là giòn và không bị nổ, không bị sũng nước. Nhưng mà rất là tiếc ngày hôm nay lại không có nắng mặt trời nên là mình đành phải sấy bằng lò. Nhưng mà sấy bằng lò thì cũng được kết quả cũng không tệ đâu các bạn. Nó cũng phải được 1:8, 1:10 ấy. Mình sẽ cho vào lò. Và sau đó thì mình sẽ bật nhiệt độ thấp. Nhiệt độ thấp ở đây để cho cái thịt nó không bị chín. Nếu mà thịt đã chín rồi ấy, thì không còn gì để nói nữa. Thì mình sẽ để ở chế độ, ở máy nhà mình ấy có một cái chế độ là hot air eco, có nghĩa là nó sẽ thổi gió nóng là chính. Nhưng mà khi ở đây thì nó để, mình sẽ để một nhiệt độ rất là thấp, đặc biệt là phải dưới 100 độ. Ở đây mình sẽ để nhiệt độ thấp nhất có thể, rơi vào khoảng 50 độ. 50 độ thì nó cũng giống như một ngày nắng nóng rồi đúng không các bạn. Và sau đó mình sẽ bật ở đây và nó sẽ luôn luôn thổi khí vào đây. Và chúng ta sẽ sấy thịt ở 50 độ trong vòng khoảng 1 tiếng. Sau đó chúng ta sẽ quay lại. Phần thịt tiếp theo mà mình muốn làm, trời ơi, một bữa ăn mà còn đến 3 món thịt, đúng là dino xôi thịt. Ở đây thì mình sẽ dùng loại thịt này, loại thịt mình rất là mê. Một trong những loại thịt mắc tiền nhất ở trong con lợn, nó chính là thịt chặng rừng, hay còn gọi là nạc dây. Ở ngoài Bắc thì gọi là nạc dây, trong này thì mọi người hay gọi là chặng rừng hơn. Và nó là thịt nào các bạn biết không, ở trên cái phần sườn của con heo ấy, thì nó có một cái đoạn cuối sườn này này, thì ta sẽ cắt một cái dọc sườn đó ra, thì nó gọi là cái nạc dây hoặc chặng rừng. Và cái phần này ấy, thịt thì nó sẽ rất là dài nhưng lại mềm, và cái chất thịt nó lại hơi giống thịt bò một tí. Nên là nếu mà chúng ta muốn dùng chặng rừng ấy, chúng ta có thể nấu những cái món tương tự những cái phần thịt bò. Và hôm nay thì mình sẽ nấu một món, đó chính là canh dưa chặng rừng, canh dưa nạc dây, nó cũng tương tự canh dưa bò. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ lấy khoảng nửa cân chặng rừng ở đây. Mình ướp rất là đơn giản thôi, mình ướp với nước mắm. Nước mắm các bạn cho khoảng 1 thìa canh, bột canh các bạn cho khoảng 1 thìa. Tiếp đến là chúng ta sẽ cho hạt tiêu vào nha. Rồi. Sau đó ướp lên. Các bạn nhìn thấy không? Cái miếng thịt chặng rừng này, nó y hệt thịt bò luôn. Nó có một cái lớp mỡ mỏng bọc bên ngoài, bên trong thì thớ thịt khá là dày. Wow, tuyệt vời, tuyệt vời. Và có một thông điệp của G-Kitchen mà mình rất muốn truyền tải tới các bạn, đó chính là làm mới bữa ăn gia đình với những nguyên liệu ngon lạ từ G-Kitchen, giúp bữa ăn gia đình thêm vui, nấu gọn cùng G, ăn ngon hết ý. Nên là các bạn có những cái món gì thật là lạ và những cái nguyên liệu lạ, các bạn đừng lo, cứ đặt trên G-Kitchen và GrabMart là sẽ có. Và sau đó thì mình sẽ cho một chút dầu ăn vào đây. Mình sẽ làm nóng cái dầu ăn này lên cùng với rất nhiều hành tím. Ở đây mình cho khoảng 4 củ hành tím vào. Bởi vì khi mà nấu canh ấy, nếu mà chúng ta nấu với cả thịt bò thì mình sẽ cho tỏi vào. Cái bò với tỏi combo tuyệt vời khi mà nấu canh. Còn vì là mình đang sử dụng thịt heo nên mình sẽ sử dụng hành tím. Và hành tím ngoài cái vấn đề là nó sẽ tạo ra mùi hương ra, thì hành tím nó sẽ giúp cho nước nó ngọt hơn rất là nhiều. Rất nhiều người sẽ sử dụng cái phương pháp để làm hành cho ngọt nước, giống như là các bạn sử dụng hành tím cũng được này, sử dụng hành tây cũng được này. Bởi vì là bản thân củ hành ấy, khi mà mới ăn ấy, củ hành sống bao giờ nó cũng sẽ có vị nó hơi cay cay, mùi nó hơi nồng nồng. Tuy nhiên là khi mà ninh và ninh ra nước ấy, thì nó sẽ mang lại một cái vị ngọt rất là hài hòa cho nước lèo, nước dùng. Nên là nấu canh ấy, thì mình rất là ưu tiên dùng hành để làm ngọt nước. Và khi mà các bạn nấu canh ấy, các bạn cũng không cần phải phi hành tới khi vàng đâu. Chỉ cần cho hành nó dậy mùi thơm lên một chút xíu là được. Sau đó thì mình sẽ cho chặng rừng vào. Mình xào chặng rừng cho tới khi thịt nó săn hết lại. Các bạn lưu ý là chúng ta sẽ xào cho tới khi thịt thật là chắc lại, sau đó chúng ta mới ninh. Khi mà chúng ta xào như này thì là một cái động tác giúp cho cái việc là toàn bộ nguyên liệu nó sẽ ngấm vào trong thịt. Khi mà chúng nó đã ngấm vào trong thịt toàn bộ rồi, chúng ta đổ nước vào, ninh thịt ra thì toàn bộ những cái nguyên liệu và những cái muối ở trong thịt nó sẽ lôi cái vị ngọt ở trong thịt đi ra nước dùng. Nên là chúng ta sẽ được một cái nồi canh nó rất là ngọt và ngon. Đó là bí quyết của mình. Không biết các bạn có bí quyết gì khác không?
Và mình thì có một cái bí quyết nữa, nhân cái video ngày hôm nay mình muốn chia sẻ các bạn, đó chính là nếu mà các bạn không có nhiều thời gian để ninh thịt hay là ninh xương cho nó mềm ấy, hoặc là các bạn không có nồi áp suất như nhà mình để cho nó nhanh hơn, thì có một cái bí quyết, đó chính là các bạn thay vì bỏ nước vào đây thì các bạn hãy bỏ toàn bộ vào đây là nước đá, là đá viên ấy. Thì cái việc là thịt nó đang nóng ở dưới và cái đá viên lạnh ở trên ấy thì sẽ giúp cho cái nhiệt độ chênh lệch, nó khiến cho thịt nó tiết nước ngọt mau hơn. Tuy nhiên là mình thì rất là lạm dụng nồi áp suất rồi, bữa gì món gì mình cũng nấu bằng nồi áp suất, bởi vì đối với mình nồi áp suất nó đã giúp rút ngắn thời gian nấu nướng cũng như tăng cái hiệu quả để làm nước lèo, nước canh lên rất là nhiều, nên mình rất là mê nồi áp suất. Các bạn thấy không, đúng là cái này là thịt heo nhé, nhưng mà nó có một cái tính chất rất giống thịt bò, cực kỳ giống thịt bò luôn. Khi mà xào nó cũng săn lại và cái lớp mỡ ở ngoài ấy, nó co lại, nó bóp cái miếng thịt lại. Các bạn nhìn này, cái thịt nó quéo lại, cái này rất là ngon. Nên là bạn nào mà ăn canh dưa bò nhiều quá như mình mà nghĩ rằng thịt bò nó mùi nó hơi nặng ấy, có nghĩa là thịt bò ăn nhiều quá thì nó cũng là thịt đỏ này, rồi nó cũng hơi bị nhiều mùi bò này, thì các bạn hoàn toàn có thể chọn chặng rừng để nấu món canh dưa cũng rất là tuyệt vời. Ngoài ra có rất nhiều món khác mà chúng ta có thể dùng chặng rừng thay thịt bò, như là bò kho này, bò ragu này, hoặc là sốt vang. Khi mà các bạn xào thịt đến cái đoạn mà bắt đầu thấy các cái vệt nó lên màu caramel như này, có nghĩa là gần được rồi các bạn, có nghĩa là lúc đấy là đường ở trong hành nó cũng đã ra này, tất cả mọi thứ nó đã ra, như vậy là gần được rồi. Thì lúc này một bước rất là quan trọng, đó chính là mình sẽ lấy nước dưa muối mình đổ vào đây. Nước dưa muối, nếu mà chúng ta chọn được cái loại dưa mà đã đạt đến độ chua vừa đủ ấy, nó có tính axit nhẹ, thì nó sẽ làm cho thịt chúng ta rất là mềm và thơm. Và đến đoạn này rồi thì sẽ không thể thiếu khoảng một thìa canh giấm tỏi của mình. Và chúng ta đun liu riu như này nhá. Thơm quá, thơm xuất sắc luôn ấy. Đấy. Và mình sẽ đun cạn cái nước này thêm một lần nữa. Cái nước ở trong này nó đã trở nên sánh và sốt hơn, đó chính là do một phần mỡ của chặng rừng nó chảy ra. Khi mà nước đã rút hết, chúng ta sẽ mang ngay ra lập tức cứu hỏa các bạn ạ. Mình sẽ hứng nước lọc vào trong này. Và sau khi mà chúng ta đã hứng nước rồi thì mình sẽ đem cái này đi ninh. Chúng ta sẽ ninh cho tới khi thịt mềm trong vòng khoảng 30 phút. Và hẹn gặp lại các bạn sau 15 phút nữa thì mình sẽ bắt đầu nướng thịt. Sau nửa tiếng ninh xương nị à, sau nửa tiếng mình đun thịt này, bây giờ mình sẽ mở lò ra, mở nồi ra ấy ạ. Thơm. Wow, tuyệt vời các bạn ơi. Các bạn thấy đấy, cái nồi nước này của mình nó rất là nhiều mỡ, nên là mình sẽ sử dụng chính cái mỡ này để xào dưa. Công việc nó sẽ hơi vất vả một tí khi chúng ta sẽ phải hớt lớp mỡ ở trên. Dù thế nào thì chúng ta hớt nó cũng sẽ bị dính nước đúng không? Nên là mình sẽ bật sẵn bếp ở đây, đun lửa nhẹ nhẹ để cho hơi nước nó bay bớt này. Còn đây là mình cứ tiếp tục hớt mỡ ở đây để xào dưa bằng chính cái mỡ này, chứ không sử dụng thêm dầu nữa, nếu không là nước nó sẽ siêu béo. Khi mà mình hớt mỡ từ canh ấy, bao giờ cũng rất là khó là có thể tách được mỡ nước 100%. Nên là mình sẽ đun nhẹ nhẹ cho nó bay bớt hơi nước đi nha. Đây là mỡ thịt heo cộng với cả dầu mình xào thịt ban đầu. Các bạn thấy không, chỉ cần đun một chút là nước nó sẽ rút hết và đa phần ở trong này chúng ta sẽ còn mỡ. Đây cũng là một cái phương pháp rất là hay nếu mà các bạn muốn sử dụng chính cái mỡ của nước canh, nước lèo để sử dụng. Dùng mỡ nó, rán nó, chúng ta không thêm mỡ vào, rất là tuyệt đúng không? Mình sẽ phi hành ở trên cái mỡ này. Hơi ngốc rồi. Lấy cái chảo hơi bé, bây giờ phải đổi chảo. Sorry nha, lần này đầu bếp tính toán hơi không kỹ tí. Phải ngần này thì mới đủ để xào dưa và xào cả cà chua các bạn ạ. Khi hành bắt đầu thơm rồi thì chúng ta sẽ cho cà chua vào xào. Các bạn xào cà chua một chút, cho khi nào mà cái màu đỏ cà chua ấy nó ra cái lớp mỡ này này thì chúng ta sẽ được một cái bát canh rất là đẹp, có váng mỡ màu đỏ. Bởi vì beta carotene ở trong cà chua ấy nó rất dễ tan ở trong dầu mỡ, nhất là mỡ động vật. Các bạn thấy không? Đỏ au. Khi mà bắt đầu đỏ đỏ rồi, chúng ta cho tiếp dưa vào. Sau đó thì mình sẽ cho khoảng một thìa canh nước mắm vào đây. Rim nhẹ nhẹ ở đây thôi nhé các bạn. Ôi các bạn nhìn cái mỡ này, nó màu đỏ như này, tí nữa nồi canh chúng ta sẽ rất là đẹp.
canh dưa bò là một trong những cái món ăn mà mình rất là tự hào, bởi vì là hồi trước ấy mình ở cạnh hàng xóm mình một chị, sau mình nấu canh dưa bò nhiều quá, cuối cùng là tất cả hàng xóm ai cũng tăng đến 5-6 cân rồi phải đi tập thể dục hết. Nên là bây giờ hàng xóm của mình mới và đang có em bé, nên mình nghĩ rằng canh dưa nhưng mà với chặng rừng của mình cũng sẽ là một trong những cái món ăn đầy đủ chất dinh dưỡng khiến cho bà bầu dễ tăng cân. Mình thấy mình làm ok phết đấy. Ồ, đấy, khi mà các bạn xào một lúc, cà chua nó mềm mềm, dưa nó ngấm, nước sốt ra màu đỏ đẹp như này rồi, thì chúng ta sẽ cho toàn bộ lại, ngược lại nồi canh chặng rừng của chúng ta. Canh chặng rừng còn gọi là canh nạc dây của chúng ta. Đến lúc này thì nồi canh của chúng mình đã gần xong rồi các bạn ạ. Các bạn thấy nước màu đỏ cà chua nó hòa ra và nước canh nó sẽ đẹp liền. Và mình sẽ đậy lại và đun nhẹ trong nồi áp suất. Nếu mà ninh thịt ý, thì mình sẽ ninh tới khi nào áp suất nó đạt đến 2 mức thì mình dừng. Còn khi mà mình ninh thêm rau ấy thì mình chỉ dừng ở mức số 1 thôi. Và mình sẽ ninh một chút, bởi vì là mình sẽ giữ lại cho cái độ giòn của cái dưa nó không bị bở quá, ăn vẫn còn ngon. Và món canh của chúng ta đã xong. Và đến lúc này ấy, thì mình nghĩ rằng là khay thịt của mình cũng đã xong rồi. Các bạn thấy mình sấy khay thịt ở nhiệt độ 50 độ C, nên là mình cầm tay không ra khỏi lò nó vẫn ok này. Và mọi thịt của chúng ta nhìn cũng tương đối giống phơi nắng ấy chứ các bạn. Và có lẽ là đến đoạn này là đã sẵn sàng để chúng ta có thể chiên rồi. Và mình sẽ cất thịt này ra một chỗ và mình sẽ lấy chính cái khay này để nướng thịt nọng, nhưng mà là thịt nọng ướp chao nha các bạn. Và dĩ nhiên là bây giờ mình sẽ cất cái chỗ này sang một bên, đến khi nào ăn thì chúng ta sẽ chiên ngay lập tức và chiên giòn luôn ấy, chiên ngập dầu. Mình cất tạm đâu đây? Thôi, đây, cất tạm đây, để tạm đây. Còn bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị một miếng giấy bạc mới. Và sau đó thì trong lúc này mình sẽ chuyển sang chế độ nướng khác nha các bạn. Mình sẽ chọn sang chế độ nướng grill, có nghĩa là nướng mà để cho nó cháy mặt ấy. Mình sử dụng chính nhiệt là ở phía trên thôi. Mình chọn nhiệt ở chế độ level 3 và mình sẽ bật sẵn, nóng sẵn lò ở đây. Trong lúc đó thì mình sẽ quay trở lại với cả đống thịt đã ướp chao của mình như này. Các bạn lưu ý là chúng ta sẽ lật cái mặt bóng của cái giấy bạc này lên để tí nữa nó không bị dính, bị bám. Thì chúng ta sẽ để từng miếng thịt xếp hàng như vậy. Ok, xong. Và sau đó thì chúng ta sẽ nướng ở chế độ nhiệt cao nhất với cái chế độ nướng grill như của mình này, trong vòng 15 phút nha các bạn. Mình sẽ để cái khay của mình nó hơi gần phía trên một chút để mình dùng lửa trên để nướng. Và bây giờ chúng ta sẽ check lại nồi canh của chúng ta nha. Wow, thơm cực kỳ các bạn ạ. Có lẽ là nồi canh của mình đã xong rồi. Và mình sẽ để ở đây, tí nữa thì sẽ serve ra ngoài sau. Chúng ta còn một món nữa mà chúng mình chưa sờ tới, đó chính là món rau của ngày hôm nay. Món rau thì cực kỳ đơn giản thôi, đó chính là bắp cải xào với cả cà chua. 15 phút đã trôi qua các bạn ạ, mình định đi xào rau nhưng mà mải buôn chuyện điện thoại nên là bây giờ 15 phút trôi qua. Các bạn thấy không, mình chỉ nướng lửa trên thôi nhưng mà nó rất là giòn. Lúc này thì là cái thời điểm mà chúng ta sẽ lật tất cả những cái miếng nọng của chúng ta lại để nướng cái mặt dưới nha các bạn. Chúng nó sẽ cần cái mặt nướng có không khí như này này, để cho cái thịt nó trở nên khô và giòn hơn. Ui chà chà, nóng thế. Đấy, mình đã lật được hết rồi. Và sau đó mình sẽ đóng nắp lại, nướng thêm khoảng 10 phút nữa nha các bạn. 10 phút nữa, mình đã sẵn sàng để xào rau rồi. Mỗi lần mà mình xào rau ấy, mình chỉ muốn nghe một bài hát. Các bạn biết bài hát gì không? Đó là bài hát Chị Mỹ Tâm xào rau. Mà thôi, bây giờ bật nhạc lên, chị Mỹ Tâm đánh gậy kênh của mình mất, nên là thôi, không bật nhạc. Phi chút hành lên cho thơm nha. Cho cà chua vào xào này. Và bây giờ mình sẽ cho rau vào. Các bạn biết không, toàn bộ đồ ăn của mình mua ngày hôm nay đều đặt qua GrabMart hết đấy, không phải đi chợ một tí nào luôn. Mình đọc được một câu ở trên GrabMart là mình thấy rất là hay, đó chính là đi chợ online GrabMart tươi trẻ mỗi ngày. Đúng, nếu mà ngày nào mà mình cũng không ra đường thì mình cũng đi chợ bằng dịch vụ, bằng app như này ấy, thì thật sự là sẽ tươi trẻ, không cần phải kem chống nắng, không cần phải chống nắng gì hết, da mặt vẫn căng đúng không các bạn. Và khi mà các bạn xào rau, mình xào rau bắp cải mình xào đơn giản lắm, mình chỉ cần cho chút cà chua, 2 thìa bột canh, chờ khi nào rau chín, vừa chín tới là được. Và nhớ đừng quên một chút nước mắm cho thơm, thơm. Đây là một món mà mình nhớ là cái hồi mà đi học mẫu giáo ấy, không hiểu sao ngày nào cũng có cái món này. Hồi đấy mình ăn nhiều cái món này đến nỗi là mình ghét luôn cái món này ấy. Nhưng bây giờ lớn rồi lại thèm. Nói chung con người rất là kỳ lạ lắm. Có những cái món mà hồi bé mình nhất quyết mình không chịu ăn, lớn lên mình lại ăn. Rau cần này, nhộng này, cái gì nữa, súp lơ xanh.
hồi bé két kinh khủng luôn. Và khi mà các bạn thấy rau bắp cải nó vừa chín tới thì các bạn tắt bếp là vừa. Bởi vì rau bắp cải các bạn không nên xào nó nhũn quá. Chúng ta ăn nên vẫn còn giữ lại một độ giòn một chút chút của rau là vừa. Ok, mình sẽ tắt bếp ở đây. Và chờ ở đây nhé. Chúng ta còn một món cuối cùng nữa, đó chính là nọng heo một nắng chiên. Đây, mình đang chiên rồi các bạn ơi. Sorry, vừa nãy quên mất không quay. Nhưng mà các bạn thấy không, thịt mà sau khi mà chúng ta đã sấy hoặc là phơi nắng ấy, chiên lên rất là ngon, bởi vì cái lớp nước nó đã được rút đi, cái lớp mỡ đã trở nên chắc hơn. Các bạn chiên với lửa thật là lớn để bên ngoài xém, bên trong vừa chín tới là thịt lúc nào cũng sẽ ngon. Và lưu ý với những cái món thịt một nắng này, các bạn không nên chiên kỹ quá. Chiên kỹ quá ấy, nó sẽ rất là khô. Đó. Nên mình chỉ cần chiên đấy, chín tới như này là được. Yeah. Wow. Thì lúc này các bạn có thể thấy là thịt nướng đã xong. Và bên ngoài thịt thì có một lớp chao đã chín giòn. Và đây là cái độ nướng mà mình muốn. Và quên mất tại sao mình lại mang ra nhỉ. Ở trong lò của mình ấy, nó có một cái chế độ là chế độ giữ ấm ở 60 độ C. Mình sẽ phải cho vào trong lò và để ở chế độ giữ ấm. Và bây giờ thì mình sẽ làm nước chấm của thịt một nắng. Các bạn sẽ lấy ớt và tỏi cho vào với nhau. Sau đó là lấy một chút nước mắm ngon. Đáng ra là cái nước mắm này của mình ấy, ngon nhất là sẽ có cả lá chanh. Nhưng mà rất là tiếc, ngày hôm nay thì mình kiếm mãi không được lá chanh. Nên là chúng ta sẽ hơi thiếu lá chanh một chút. Sau đó các bạn sẽ vắt nước cốt chanh vào đây. Và các bạn cho thêm một vài lát chanh tươi như này, để nó có cái mùi vỏ chanh ấy. Đấy, cân lại nước mắm cho vừa. Mình thì mình không ăn đường, nhưng mà nếu mà các bạn muốn nước mắm ngọt thêm, các bạn có thể cho đường. Nhưng mà nguyên liệu quan trọng nhất là đây. Đây chính là thính gạo. Thính gạo này mình sử dụng chính gạo nhà mình, rang vàng lên, sau đó cho vào máy xay. Xay ra thì nó được thính gạo như này. Chúng ta sẽ cho một lớp thính gạo mỏng lên trên bát nước mắm. Tí nữa chấm thịt sẽ tuyệt cực kỳ ngon, vì có mùi thơm của thính nữa. Và nhớ là có thêm lá chanh. Và bây giờ thì mình đã hoàn thành bữa ăn của mình rồi, và hẹn gặp lại các bạn ở bàn ăn. Và hy vọng là hôm nay mình nấu bữa ăn của mình đã mang đến cảm hứng cho các bạn để tham dự cuộc thi ăn ngon nấu gọn cùng với TikTok. Và các bạn nhớ tham gia cuộc thi này ở trên TikTok. Và khi mà các bạn tham gia, hãy nhớ tham gia thật nhiệt tình để giành được những món quà cực kỳ hấp dẫn đến từ hai nhà tài trợ lớn Grammat và G-Kitchen. Thể lệ chi tiết của cuộc thi thì mình sẽ để trong link ở phía dưới caption. Các bạn hãy truy cập link và đọc thể lệ thật là kỹ. Và chúc các bạn may mắn, và hãy cùng với Dino tham dự cuộc thi ăn ngon nấu gọn nhé. Còn bây giờ thì ra bàn ăn thôi. Và đây là thành quả của ăn ngon nấu gọn. Đầu tiên đó chính là bắp cải xào cà chua. Tiếp theo đó chính là nọng heo một nắng chiên giòn mỡ màng. Canh chặng rừng nấu dưa chua. Đây là chao để chấm nọng heo nướng chao. Các bạn thấy không, cùng là nọng heo nhưng mà nướng thì nó sẽ khô hơn, nó kiểu này này. Còn và đây là nước mắm chấm với cả nọng heo chiên rồi. Và cả mâm cơm của mình sẽ nhìn như vậy. Và hàng xóm thì cũng đã qua ăn rồi. Hello. 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 Đây. Và mời mọi người ăn cơm thôi. Có bà bầu đảm đang bây giờ đòi cắt thịt ăn cho nhỏ. Ôi đừng đừng. Sao? Bà bầu không đảm đang. Nhỡ cắt không khéo thì lại phụ cái chỉ tiêu đảm đang. Đấy, thấy chưa? Không sao hết. Ở đây em đã lót cẩn thận nên là thế nào cũng vẫn ăn được. Ui. Thôi đừng quay cảnh cắt, áp lực quá. Áp lực gì? Áp lực cắt không khéo. Nhưng mà đấy, thịt hôm nay em chả rán vừa chín tới luôn. Bởi vì đáng ra là có một nắng ấy, nếu mà có nắng to thì mình sẽ phơi nắng. Nhưng mà hôm nay không có nắng nên là thịt được sấy ở trong lò. Nên là mọi người ăn thử xem là nó có bằng thịt một nắng lần trước làm không. Đây. Anh nhìn anh tưởng nó khô, thế mà ăn thì không khô. Dĩ nhiên rồi. Bởi vì là cái thịt này em nướng bằng lửa to ấy. À rán bằng lửa to để cho nó vừa chín tới và bên ngoài nó vẫn giòn. Nhưng mà nhìn bên ngoài nó rất khô đúng không? Nhưng mà bên trong thì nó lại chút xì ấy, kiểu nó có nhiều nước đó. Và thêm một điểm nữa, nó là thịt nọng nên là bên trong nó rất nhiều thớ mỡ. Ừ. Cùng là một loại thịt nọng, bây giờ anh thử cái thịt nướng đi. Đây là thịt nướng chao. Đây là nọng nướng chao. Đấy, nọng nướng chao. Nhìn cũng khô luôn. Nhìn đều khô. Nói chung cả hai món này nhìn đều khô nhưng mà ăn thì không khô. Tại vì okay, là chọn đúng loại thịt. Cái loại thịt quan trọng nhất là cái loại thịt nó phải là thịt rắt mỡ. Nên cái mỡ khi nó nướng nó chảy ra là vừa. Nhưng mà cái này anh chấm thêm một tí chắc ngon hơn. Cái này anh chấm chao ấy. Bởi vì là nó là nướng chao.
Bà bầu ăn thử không? Người Sài Gòn thì chắc quen chao rồi. Bầu có được ăn chao không nhỉ? Chao cũng là lên men nếu mà chị ăn, chị có ăn dưa cà không? Không được ăn sống. Đồ lên men sống thì nên hạn chế. Nên nấu chín thì được. Thế thì chị ăn thịt chao sẵn đi, bởi vì thịt đấy em đã ướp chao rồi. Đây thịt em đã ướp chao rồi nhưng mà thôi không chấm nữa. Chấm nước mắm được, mời. Xem hợp khẩu vị không? Cũng ngon, mặn vừa. Nó có một cái vị lạ lạ ấy. Đấy là vị chao nướng và cái chao bên ngoài nó cũng khô rồi đúng không? Ừ. Em nướng cho nó vừa khô luôn. Nhưng mà hai món hôm nay ok. Chờ mọi người ăn hết gần bát cơm ấy thì em sẽ thắc mắc món này này. Tại vì hôm nay là nấu canh dưa với chặng rừng. Chặng rừng là một loại thịt ở trong con lợn, là sát cái sườn lợn ấy. Nhưng mà nó có cái texture y hệt thịt bò. Nên là nếu mà mọi người bình thường ăn canh dưa bò của em là thịt bò. Nhưng mà nếu mà mùi bò nó nặng quá hoặc hạn chế ăn thịt đỏ thì có thể sử dụng chặng rừng. Là một loại thịt thay thế rất là ok. Và cuối cùng, giờ phút mình mong chờ là khách của mình ăn canh đã đến các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ chờ. Ok, thử luôn miếng thịt nha. Ăn nó hơi giống sườn non. Đúng, bởi vì nó là cái đoạn cuối của sườn non. Nhưng mà nếu mà nghĩ thoát ra khỏi thế một tí, anh có thấy nó giống thịt bò không? Em bảo là cái texture là cái thớ thịt ấy. Cái thớ nó hơi giống. Nhưng mà cái ngon nhất đó là nó nhẹ hơn cái canh thịt bò mà em hay nấu. Đúng rồi. Cái vị của nó không có bị hơi sôi thịt quá như bình thường. Thì thường là canh thịt bò khi nào mà kiểu ăn trời lạnh, kiểu mùa đông, kiểu canh hầm ấy thì ok. Những hôm trời nóng như thế này mà muốn ăn canh thịt bò thì hơi quá. Ngon á. Vậy là bây giờ mình đã hoàn thành xong thử thách. Cảm ơn mọi người đã theo dõi cùng mình. Và chúc mọi người ăn ngon. Nếu mọi người làm theo bất kỳ món ăn nào thì hãy nhớ tag mình ở trên Instagram DinovoX. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye. Bye. Chào cả nhà, chào cả. Bye bye.